Sinh ra tại Hàn Quốc vào ngày 2 tháng 9 năm 1996, ước muốn của Sung Ha-jung là trở thành một nghệ sĩ guitar fingerstyle chuyên nghiệp. Sung Ha đã lớn lên với việc quan sát cha của cậu chơi guitar. Vào khoảng đầu năm 2006, cậu bé đã có một cây guitar của riêng mình và bắt đầu luyện tập. Để học được nhiều thứ hơn, Sung Ha bắt đầu chuyển sang xem các video. Vào năm 2007, Sung Ha đã có cơ hội được học 50 giờ guitar cổ điển. Những cây guitar của Sung Ha luôn là loại sản xuất riêng. Sự đam mê và yêu thích của Sung Ha đã được ba mẹ ủng hộ bằng việc ghi âm lại các bản nhạc mà cậu chơi. Đến 5 tuổi, Sung Ha-jung đã chơi thành thục bộ môn nghệ thuật này và được mệnh danh là thần đồng guitar Hàn Quốc. Đặc biệt, trên YouTube của anh có tới 1,4 tỷ lượt view và 4,6 triệu người theo dõi tính đến tháng 8 năm 2017. Trong số 15 giải thưởng anh đã đạt được trên YouTube, có đến 6 giải number one. Tự sáng tác và chuyển soạn rất nhiều bản nhạc với phong cách đa dạng, Sung Ha-jung đã phát hành 7 album mà mới nhất là album Mixtape. Với khán giả Việt Nam, Sung Ha-jung được biết đến và hâm mộ chủ yếu qua những bản nhạc trên YouTube trong suốt hơn một thập kỷ. Anh cũng chính là nghệ sĩ guitar fingerstyle nước ngoài đầu tiên có sức lan tỏa lớn đến cộng đồng chơi guitar tại Việt Nam. Người đầu tiên đưa mình đến với cái bộ môn này và chính là Sung Ha-jung, tại vì mình vô tình mình có xem được một cái video của anh Sung Ha-jung ở trên YouTube và từ đấy thì mình bắt đầu là mình hồi đấy thì mình cũng chưa có ý định gì về việc là sẽ đam mê hay gì cả, mà chỉ đơn giản là ôi thấy anh ấy đánh có vẻ là rất là hay và kiểu trông là anh ấy sử dụng các cái kỹ thuật rất là trông rất là đẹp, thế là bắt đầu mình bảo là hay mình cũng tập thử nhỉ. Thế là từ đấy xong bắt đầu là mình cứ như thế là mình thích thôi. Đến thời điểm bây giờ thì mình vẫn đang chơi guitar. Với mình thì Sung Ha-jung là người truyền cảm hứng cho mình để bắt đầu tập đàn luôn. So với các thần đồng bây giờ thì mình vẫn đánh giá rất là cao anh ấy. Vì ngoài cái đến bây giờ thì còn đã có một cái sự trưởng thành nhất định trong cái phong cách chơi của anh ấy. Hồi xưa thì thường là có những cái sự phô diễn kỹ thuật, những kỹ thuật khó, nhưng mà giờ thì đã tập trung hơn vào cái phần giai điệu và lựa chọn hòa âm thì mình rất thấy nó rất thú vị và rất muốn theo dõi những cái tác phẩm của anh ấy sau khoảng thời gian dài rồi. Thực sự thì Sung Ha-jung là có thể nói là một người đã tạo cho mình rất nhiều cảm hứng để mình bắt đầu mình chơi những bài nhạc đầu tiên. Và mình cảm thấy là bạn ấy là một người rất là giỏi. Cậu ấy cũng đã dành rất là nhiều cái thời gian và cũng có một cái ngọn lửa đam mê rất là lớn thì cậu ấy có thể thành công được đến như bây giờ. Nhạc của anh dễ dàng làm say đắm lòng người, tiêu biểu như Felicity, River Flows In You, Haru Haru. Trong số đó, bản cover nhạc phim Cướp Biển Vùng Caribe thu hút được nhiều sự chú ý nhất với hơn 45 triệu lượt xem. Sung Ha-jung được mời hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc và trên thế giới như 2NE1, G-Dragon, Kotaro Osio, Jason Emra, và đã có tour diễn tại nhiều đất nước như Pháp, Mỹ, Đan Mạch, Phần Lan, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc. Sự nổi tiếng của Sung Ha tăng lên khi mà kênh YouTube của cậu đạt trên 8,5 triệu lượt xem. Cậu cũng xuất hiện trên nhiều show truyền hình Star King, từ đó cậu trở nên ngày càng nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, hơn cả việc trở thành một thần đồng, Sung Ha-jung nói rằng
cậu muốn trở thành một nghệ sĩ guitar, mang tới niềm vui, niềm hạnh phúc và thoải mái tới mọi người. Những điều đó quan trọng với cậu hơn bất cứ giải thưởng nào. Thưa quý vị, ngay lúc này tôi đang ngồi cạnh thần đồng guitar Sung Ha Jung trong chuyến lưu diễn của anh sau 5 năm quay trở lại Việt Nam. Vâng, sau 5 năm quay trở lại Việt Nam thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Trước tiên thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, tôi muốn quay trở lại đây và đặc biệt là mình muốn gặp lại các fan ở Việt Nam. Và cuối cùng thì cơ hội đó cũng đã tới. Vào tháng trước thì tôi đã đến Đài Loan và Hồng Kông và giờ thì sẽ là kế hoạch lưu diễn gặp gỡ các fan ở các nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thật ra thì suy nghĩ sẽ quay trở lại Việt Nam luôn thường trực trong tôi và tôi cũng biết rằng là các fan ở đây thì đang mong chờ mình. Bản thân tôi thì cũng vô cùng nhớ Việt Nam, vì vậy mà tôi rất nóng lòng được quay trở lại nơi đây. Tại Việt Nam thì có một thế hệ những năm 90 vô cùng yêu thích những cái bản nhạc của anh, ví dụ như là Canon Indie, River Flow in You. Thế thì anh cảm thấy như thế nào về việc này? Trước kia ở Việt Nam thì cũng có nhiều fan của tôi, đặc biệt là những cái người bạn mà cùng độ tuổi 9X giống như là tôi. Mỗi lần đến những buổi gặp gỡ với các fan tại Việt Nam thì mọi người rất là vui vẻ chào đón mình. Cuộc gặp gỡ vô cùng thú vị. Tuy nhiên bây giờ thì tôi cũng không rõ có sự thay đổi nào không, cho nên là cảm thấy có một chút lo lắng và hồi hộp. Làm thế nào để anh có thể vẫn giữ vững một tinh thần của Sung Ha Jung trẻ trung, cuốn hút và điêu luyện trên từng ngón đàn sau hơn một thập kỷ như thế ạ? Tôi đã luyện tập rất là chăm chỉ, không ngừng trau dồi các kỹ năng cho những ngón đàn của mình. Fingerstyle vốn là dòng mà có thể khiến cho nghệ sĩ thoải mái sáng tạo, do đó tôi không gò ép mình theo bất cứ một khuôn khổ nào. Tôi cover và chuyển soạn những bản nhạc yêu thích, tôi dần dần định hình phong cách cho mình và học hỏi từ các tiền bối đi trước. Hy vọng là tôi sẽ mãi được yêu quý trong lòng các fan hâm mộ. Gu thưởng thức âm nhạc bây giờ đã khác xưa khá là nhiều, thế thì làm thế nào để anh có thể đáp ứng được cái nhu cầu của khán giả trẻ hiện nay? Gần đây thì các thể loại âm nhạc thịnh hành và các cái sở thích của người nghe nhạc cũng đã thay đổi liên tục. Theo quan điểm của cá nhân tôi thì việc cảm nhận âm nhạc ngày xưa cũng tốt. Tôi đã ra mắt những cái sản phẩm thuộc dòng nhạc mà các bạn trẻ yêu thích như là pop hoặc là nhạc phim chẳng hạn. Vượt trên cả mong đợi thì rất nhiều người ủng hộ và yêu thích dòng nhạc này. Cho nên là tôi sẽ tiếp tục thử sức với nó. Có thể nói fingerstyle chính là sự sáng tạo cao nhất của một người chơi guitar. Ở Việt Nam thì có khá nhiều bạn trẻ yêu thích cũng như là theo đuổi cái lối nghệ thuật này. Thế thì anh có thể đưa cho các bạn ấy một vài cái lời khuyên khi mà theo đuổi cái lối chơi fingerstyle guitar đấy được không ạ? Tôi nghĩ rằng fingerstyle rất đặc biệt và có sức hút vô cùng lớn. Đặc biệt là có rất nhiều bạn dành cái sự yêu thích cho kỹ thuật chơi fingerstyle. Trong các fan của tôi thì cũng có nhiều bạn trình diễn trực tiếp với kỹ thuật này. Vì vậy lúc nào tôi cũng muốn nói với các bạn rằng là cho dù là trong quá trình chơi nhạc, chắc hẳn là sẽ có rất nhiều lúc mà chúng ta muốn bỏ cuộc, nhưng mà các bạn đừng từ bỏ. Hãy thử luyện tập nhiều nhất có thể với các bản nhạc và đăng chúng lên YouTube. Đồng thời lắng nghe sự phản hồi từ mọi người để mà cải thiện. Điều đó thì sẽ giúp cho chúng ta chơi được tốt hơn. Đó là suy nghĩ của tôi. Vâng, trên kênh YouTube của mình thì tôi thấy lại có cover bài Si Tình của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Thế tại sao lại là ca khúc này? Ca khúc này rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc và vì thế mà rất nhiều bạn trẻ Hàn biết đến ca khúc này. Hơn nữa khi mà nghe ca khúc Việt Nam gần đây được biết đến nhiều ở Hàn Quốc thì tôi có cảm tình đặc biệt với giai điệu cũng như là cách phối nhạc của cái ca khúc này. Nó rất là cuốn hút và vui tai. Vì vậy mà tôi đã quyết định chọn bài này của Hoàng Thùy Linh. Trong chuyến lưu diễn lần này thì anh có điều gì đặc biệt muốn gửi tặng khán giả Việt Nam? Trong buổi công diễn lần này ở Việt Nam thì tôi đã chuẩn bị rất nhiều bản nhạc cũ có, mới có, đặc biệt là cũng có ca khúc nhạc Việt mà tôi cùng ekip đã lựa chọn rất là kỹ lưỡng. Mong rằng mỗi đêm diễn sẽ mang tới cho mọi người những trải nghiệm thật là tuyệt vời. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Tối 14 tháng 7, thần đồng guitar của Hàn Quốc Sung Ha Jung đã khởi động tour lưu diễn của mình bằng một đêm độc tấu vô cùng cuốn hút.
Đây cũng là năm thứ 6 của Sung Ha Jung biểu diễn tại Việt Nam, nhưng cũng là tour lưu diễn đầu tiên được tổ chức với 3 concert ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Một tiếng trước khi concert bắt đầu, hàng trăm khán giả xếp hàng kiên nhẫn chờ được cầm trên tay chiếc vé của đêm biểu diễn, vốn đã được mong ngóng trong suốt 5 năm. Kể từ năm 2018, sau khi concert lần thứ 5 của Sung Ha Jung kết thúc, dịch Covid cũng như những dự án cá nhân đã khiến thần đồng guitar của Hàn Quốc này khó có dịp quay trở lại Việt Nam. Đó là lý do vì sao khán giả hâm mộ cũng như cộng đồng fingerstyle guitar tại Việt Nam lại háo hức đến vậy. Bây giờ thì hiện tại là mình vừa vui và vừa hồi hộp, tại vì là đây là lần đầu tiên mình được xem Sung Ha Jung diễn live. Có một lần trước đó thì mình cũng bị lỡ, tại vì là hồi đấy thì mình cũng đặt mua vé rồi xong, nhưng mà có một chút công việc nên là mình lại không đi tham dự được. Em thì có nghe nhạc anh Sung Ha Jung từ hồi em còn bé, từ hồi em còn 14-15 tuổi cơ. Thế nên là đây là bây giờ em trưởng thành rồi và em có khả năng tài chính rồi ý. Nên là em rất là mừng khi anh quay lại Việt Nam. Và em lần này em kiểu quyết tâm có một cơ hội để đến được xem show của anh ấy ạ. Fingerstyle guitar là loại hình guitar mới lạ, độc đáo, xuất xứ từ Mỹ, được biết đến ở Việt Nam những năm gần đây. Với hình thức chơi chỉ một người với cây guitar duy nhất có thể đem đến âm thanh của cả một ban nhạc. Fingerstyle guitar là sự phá cách hoàn toàn về kỹ thuật, về các thế tay và hình dung về âm thanh mà một cây guitar có thể mang lại, cùng với khả năng truyền tải được nhiều phong cách, nhiều dòng nhạc khác nhau. Chính vì vậy, fingerstyle guitar chính là sự sáng tạo ở mức cao nhất. Người chơi được tự do tạo ra những kỹ thuật, những thế tay hoàn toàn mới, thể hiện màu sắc riêng của chính mình. Tại đêm diễn đầu tiên của mình, sau một thời gian dài vắng bóng, Sung Ha Jung đã mang đến cho khán giả Việt Nam những ca khúc mới mẻ, đầy cuốn hút. Bên cạnh đó cũng có những bài chuyển soạn quen thuộc vốn đã làm nên tên tuổi của anh như Canon Indie, Always With Me, Hotel California. Lúc đấy thì có nghe được Sung Ha Jung đang đánh Hotel California và cảm giác rất là sung sướng, tại vì bản nhạc đấy thì mình nghe mỗi sáng khi đến công ty và điều đầu tiên mình được nghe trực tiếp như này. Còn hiện tại thì bây giờ sau quá trình khá dài mình theo dõi thì thấy ngoài kỹ năng điêu luyện ra thì anh ấy đã phát triển ra được cái phong cách của riêng mình. Ngoài ra còn chọn không chỉ đơn thuần là cover những bài hát sát gốc mà đã đưa thêm những cái chất riêng của mình vào đấy, là bản nhạc phong phú hơn và nó khác biệt hẳn với những cái tác phẩm cover của những nghệ sĩ khác. Thật ra mỗi năm thì đều phát hành một album rất là chất lượng. Năm 2023 là năm thứ 6 công ty Windstrings Music hợp tác với Nhà hát Tuổi Trẻ và Vietnam Fingerstyle Guitar Organization tổ chức các buổi biểu diễn của nghệ sĩ quốc tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của dòng guitar fingerstyle tại nước ta. Sung Ha Jung cũng chính là nghệ sĩ guitar fingerstyle nước ngoài đầu tiên lưu diễn tại Việt Nam. Sau 3 đêm diễn tại lần lượt các thành phố lớn ở 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam, Sung Ha Jung đã thật sự cảm thấy gắn bó với mảnh đất này.